Sao rồi huynh đệ, có đào được gì không? Báo vật trong mộ cổ quả là không ít, đủ để chúng ta lấy vợ rồi. Ngươi, huynh đệ, kiếp sau ta sẽ chia tiền lại cho ngươi. Giàu to rồi. Ilimacha Haskuka. Cát. Thu hôn Ili Macha Hát Cù Cát. Sư phụ, phía trước là núi Hắc Minh rồi. Nhìn núi chạy chết ngựa, còn xa lắm. Sư phụ, chờ con với. Nơi này tà thuật thịnh hành, con coi chừng trúng tà đấy. Con biết rồi sư phụ. Sư phụ, hoàng thượng ban cho người làm ti quyền hầu thái phó, người cũng không phụng chiếu. Bây giờ chỉ một bức thư của Văn đại nhân mà người đi nghìn dặm đường đến đây. Đường đi khó khăn, người hà tất phải như thế? Người dân gặp nguy, nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Bác ơi, chân của ta. Bác ơi, bác bị làm sao thế? Đừng động vào, đau quá. Hai tên này giữa ban ngày ban mặt dám đánh ta, ta phải đi báo quan. Bác ơi, thật ngại quá, bọn ta đang vội lắm. Hay là như vậy đi, chỗ này có ít. Ông cũng biết điều đó. Sư phụ, rõ ràng là ông ta đang gạt người. Đứng nghiêm. Người giỏi hơn đấy. Hai người các ngươi ứng đường tố đen. Nếu các ngươi còn đi tiếp sẽ gặp rắc rối đó. Bác ơi,
Cảm tạ lời của bác, nhưng mà lần này mục đích của Bần Đạo đến chỉ rắc rối đó. Trường Nhi, đi thôi. Tên ăn mày này không đơn giản đâu. Sư phụ, lão già đó không phải là tên điên thì cũng là kẻ lừa đảo. Lời của ông ta mà cũng tin được sao? Không thể đánh giá con người qua vẻ ngoài. Thu Hu, Ili Ba Cha, Haskuka. Sư phụ, thời tiết của nơi này đúng là biến quá khôn lường. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Đây là ở đâu chứ? Tới đây đi. Hãy tới đây. Qua đây nào. Hãy qua đây nào. Qua đây nào. Trường Nhi, Trường Nhi, Trường Nhi, con hãy tỉnh lại đi. Thái thượng đại tinh ứng biến không ngừng, trừ tà thuốc mệnh, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ minh tịnh, tâm thần an ninh. Giết, giết, giết. Tỉnh lại đi, Trường Nhi, sư phụ. Con đã bị trúng bùa đào hoa. Đây là gì vậy? Đừng đụng vào nó. Con trùng độc này chính là thứ gây ảo giác cho con. Chỗ này chướng khí, trùng độc khắp nơi. Chỗ này không nên ở lâu. Đi mau thôi. Báo, nhanh lên, hãy mau mang qua. Chủ nhân, người không còn bao lâu nữa. Giờ mậu tối mai phải cử hành đại điển tế lễ rồi. Nếu dương thọ của người cạn kiệt thì mọi thứ cũng đã muộn rồi. Tướng quỷ Bắc Bộ đã tập hợp đủ rồi à? Chỉ còn Thiên Xá Cổ Túc Chủ vẫn còn chưa tập hợp. Bởi vì bên cạnh hắn có một vị cao nhân khó vào ảo mộng. Ta sẽ đích thân ra tay để bắt hắn về đây.
lúc nãy chắc chắn là trò của bọn pháp sư gây ra. Nếu không nhờ có sư phụ thì suýt nữa con đã bị ảo giác đó lừa rồi. Đó chỉ là phép che mắt của bàn môn tà đạo. Con do có quá nhiều dục vọng nên mới bị ngoại vật dụ hoặc. Sư phụ, chẳng phải người thường bảo đạo pháp là do tự nhiên, thất tình lục dục là chuyện thường tình mà. Thất tình lục dục đúng là chuyện thường tình của con người, nhưng nếu dục niệm quá nhiều thì nó sẽ trở thành nguồn gốc của tai họa. Con biết rồi, trong vật nhưng tâm không nhiễm, có động nhưng thần không loạn, đúng không? Nhưng mà sư phụ, chẳng lẽ người không có dục vọng sao? Sư phụ, người nhìn xem, bên đó có một trọ nghỉ. Sư phụ, người nhanh lên, con sắp chết đói rồi. Sư phụ, con nói người nghe, hôm nay chúng ta không cần phải ngủ ngoài trời nữa rồi. Sư phụ, người hãy nhanh lên. Sư phụ, trưởng quầy, trưởng quầy. Sư phụ, ăn đi. Hai vị khách quan đừng chê nhé. Khu rừng núi này cũng chẳng có gì ngon. Từ từ thưởng thức. Vốn là gia nhân, sao lại làm trộm? Ta không phải trộm, chỉ là giang hồ cứu nguy thôi. Cô không phải là chủ tiệm. Suốt cuộc chủ tiệm đang ở đâu? Sau lưng ông. Chỉ là thuốc mộng hàn, sáng mai sẽ tỉnh. Cô đã cho gì vào trong mì? Cũng là thuốc mộng hàn, một lúc nữa sẽ tỉnh. Ông hãy mau thả ta ra, ta không có ý định hại người. Trường Nhi, Trường Nhi, Trường Nhi, Trường Nhi, cô đã làm gì đó? Thật sự chỉ là thuốc mộng hàn thôi. Trường Nhi, sao hắn ta cũng trở nên như vậy rồi? Ca của ta ban đầu cũng như vậy, là bị trúng tà. Ổn hơn nhiều rồi. Thì sao ông còn biết cái y thuật? Ta đã phong tỏa hết những kinh mạch quan trọng của nó, tạm dừng những đau đớn hiện giờ của nó. Giống hệt ca của ta lúc đó, nhất định là bọn biết tà thuật làm. Bọn chúng quả nhiên lại ra tay rồi. Ca của cô sao lại trúng tà? Nửa năm trước, huynh ấy vào thành bán sản vật. Sau khi trở về thì cả đêm sốt cao không khỏi. Sau đó trên da liền xuất hiện những dãy như dãy cá. Ca của cô bây giờ đang ở đâu? Mất tích rồi. Ta tìm huynh ấy nửa năm nay nhưng mà không có chút manh mối nào cả. Nên ta mới nghĩ cách để dành một ít ngân lượng, thuê thêm ít người đi tìm huynh ấy.
bảo vệ Trường Nhi. Hồng Anh cô nương, cô không sao chứ? Không sao. Tỉnh rồi à? Nào, ta đã nấu thuốc trị nội thương cho cô, uống chút đi. Ta muốn tự uống. Cô đang bị nội thương, e là lực bất tòng tâm. Ta giúp cô. Trương chân nhân, ông phải giúp ta. Trước khi ca của ta mất tích cũng xuất hiện bọn áo đen này, ca của ta nhất định cũng bị bọn chúng bắt mất. Bọn chúng tới là vì Trường Nhi. Xem ra ca của cô chắc chắn có gì đó giống với Trường Nhi. Chủ nhân đã mang người về rồi sao? Người bên cạnh thiên xá túc chủ võ công cao cường, người chúng ta phái đi không phải đối thủ của hắn. Một lũ phế vật, các ngươi chỉ còn cơ hội cuối cùng. Ngày mai là bắt đầu tế lễ rồi, nếu còn thất bại các ngươi đều phải chết. Đi đâu vậy chứ? Thăm một người bạn của ta. Có thể sẽ tìm được ít manh mối ở đó. Một người từ xa tới như ông mà cũng có bạn ở đây sao? Cô tưởng sao hả? Văn đại nhân của Giang Châu là tri kỷ của sư phụ ta. Được rồi, nói nhỏ thôi. Người đã ra nông nổi này rồi, đại pháp sư làm phép. Cho bé không sao chứ? Hồng Nhi, đừng bắt con của ta. Được rồi, đi thôi. Vì đại ca này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại pháp sư lập đàn làm phép ở đằng kia. Đại pháp sư? Chỗ bọn ta, người được gọi là đại pháp sư chỉ có pháp sư Cổ Mã. Ông ta vừa mới chào đời đã có 3 con mắt, pháp lực vô biên. Tai nạn những năm gần đây đều do ông ta sa mặt quá giải. Ông ta chính là thần bảo hộ của nơi này. Đại pháp sư, đại pháp sư. Đại pháp sư giỏi quá. Phải đó, đại pháp sư biến ra thức ăn rồi. Đó chẳng qua chỉ là ảo thuật lừa người thôi, cũng có thể lừa gạt những người dân chưa thấy sự đời. Ăn nói kiểu gì thế? Ngươi biết không, cô nương này, cô có thể dịu dàng một chút được không? Hiện tại ta là bệnh nhân bị trúng tà, cô
Cô hãy cẩn thận, tôi lại cho cô đó. Cảm ơn Đại Pháp Sư. Các ngươi phá hoại buổi tế lễ của bọn ta. Ngươi chính là yêu tà. Dừng tay lại. Cảm ơn Đại Pháp Sư. Sư phụ không sao chứ? Trương Chân Nhân, ông làm sao vậy? Không sao. Cảm ơn Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư, Đại Pháp Sư, hãy cứu con của ta giới. Bọn trẻ đã mất tích mấy ngày nay rồi. Phải đó, Đại Pháp Sư. Đêm qua con trai của ta cũng bị mất tích. Không chỉ có con của ta. Thưa Đại Pháp Sư, ngôi làng này gần đây liên tục mười mấy nhà đều bị mất con. Thưa Đại Pháp Sư, con của ta. Đại Pháp Sư sẽ nghĩ cách mà. Làng các ngươi năm trước tế lễ không chu đáo, đắc tội với Sơn Thần. Đó là lý do mà Sơn Thần giáng tội. Hôm nay là ngày lành, giờ hợi, các ngươi hãy chuẩn bị một buổi tế lễ thật long trọng. Chỉ cần các ngươi bù đắp thật đàng hoàng, cầu xin sự tha thứ của Sơn Thần, thì những đứa trẻ bị mất tích nhất định sẽ trở về. Cảm ơn Đại Pháp Sư. Xem ra ta phải đi gặp tên Đại Pháp Sư này trước rồi. Sư phụ, có người tự xưng là khách tới gặp. Mời vào đi. Dân. Khách quý từ xa tới, cổ mã cúi chào. Nào dám. Nghe danh Đại Pháp Sư đã lâu, hôm nay đặc biệt ghé thăm. Mời. Không biết Trương Chân Nhân nghìn dặm xa xôi tới đây là có chuyện gì? Ta có một việc quan trọng muốn thỉnh giáo Đại Pháp Sư. Vật này không biết Đại Pháp Sư từng thấy qua chưa? Cái này lão phu chưa từng thấy qua. Sư phụ, Dương Trường, Dương Trường, ngươi bị sao thế? Dương Trường, Dương Trường, ngươi không sao chứ? Trường Nhi, đứng lên. Đệ tử ngươi đã bị trúng độc của tà thuật. Độc tà thuật này có cách giải không? Tà thuật này không phải sở trường của ta. Thứ lỗi bổn tọa bất lực. Nhưng mà xin cứ nói, nhìn vào cách hạ độc này, nhất định là do sư đệ của ta Du Hàm làm. Sở trường của hắn chính là tà thuật. Bởi vì hay qua lại với các pháp sư hắc ám, phạm vào điều tối kỵ của sư môn, bị sư phụ ta trách phạt. Hắn mang hận trong lòng. 8 năm trước hắn giết thầy, sau đó bị đuổi khỏi sư môn. Hắn đang ở đâu? Nghe nói hắn từng hay xuất hiện ở sườn trúc phía tây thành. Các người có thể đến đó xem thử.
chỉ e là khả năng lẩn trốn của hắn thực sự quá giỏi. Các người muốn bắt được hắn thực sự không dễ. Ta cảm thấy đại pháp sư không bình thường. Cô cũng nhận ra sao? Tên đại pháp sư này vừa nhìn đã biết không phải người chính trực rồi. Ngươi hạ độc chắc chắn là một trong hai sư huynh đệ của hắn. Đi thôi, tới Trường Túc phía Tây Thành xem thử. Sư phụ, chờ con với. Trương chân nhân, không sao chứ? Ta không sao. Họ đều trúng tà độc. Vết thương của ông, ta không sao. Bọn chúng đều nhắm vào Trường Nhi. Ta trúng kế rồi, điều hổ ly sơn của bọn chúng. Ngươi là ai? Ân nhân của ngươi vào thời xa xưa, tiên dương của nước Thục Tàm Tùng sáng lập lên nước Thục, thống lĩnh Bát Bộ. Thủ lĩnh của Bát Bộ được gọi là Tướng Quỷ Bát Bộ. Liên quan gì đến ta? Tướng Quỷ Bát Bộ là người có mệnh cách đặc biệt. Thứ nhất, số mệnh ngày chính ứng, chỉ được dùng, không thể giết, là người từ bi nhất. Thứ hai, hổ tú cho thực thần, là tài trời ban. Thứ ba, tìm kiếm thức ăn cho kiêu thần, là kẻ cố chấp nhất thiên hạ. Thứ tư, là số mạng phá quân. Thứ năm, có số mạng thiên sát cô tinh. Thứ sáu, mệnh phượng hoàng. Thứ bảy, là số mạng đầy tham vọng. Thứ tám, là số mệnh thiên xá. Cả đời không ưu sầu. Số mệnh thiên xá, phải, chính là ngươi. Số mệnh của ngươi giống hệt với số mệnh của Tướng Quỷ Phương Nam trong Tướng Quỷ Bát Bộ. Ngươi chính là kiếp này của ông ấy. Không, ngươi nói cái gì vậy? Cái gì mà kiếp này kiếp sau? Ta vốn chẳng tin lời của ngươi. Không, ngươi sẽ tin thôi. Không một ai có thể chiến thắng được dục vọng trong lòng của mình.
Cảm ơn ông lúc này đã cứu ta. Hồng Anh cô nương, đừng khách sáo. Bọn người áo đen này thủ đoạn tàn độc, cô không phải đối thủ của bọn chúng đâu. Trên hung khí có bộ ít độc rắn, ta đi hái ít thảo dược. Vậy thì làm phiền cô. Trương chân nhân, ta gặp lại nhau rồi. Lén lút theo ta, rốt cuộc ông là ai? Lão Phu chính là Du Hàm. Du Hàm chính là ta. Đừng ra tay nhé. Chúng ta là bạn, không phải thù. Trương chân nhân, nếu muốn biết tin về đồ đệ của ông thì hãy mau theo ta. Nửa năm nay huynh đi đâu vậy? Muội tìm huynh lâu lắm rồi. Ca, tà độc của huynh. Tà độc của ta đã khỏi rồi. Ca, nửa năm nay đã xảy ra chuyện gì? Hồng Anh, ta có mệnh thiên sinh tưởng tinh, không phải là thợ săn tầm thường. Bây giờ ta là tướng quỷ phương Bắc, thủ lĩnh của tướng quỷ Bắc Bộ. Sau này sẽ có quyền thống lĩnh các bộ. Chẳng lẽ muội không mừng cho ta sao? Muội mừng cho huynh. Sau này muội theo ta sống một cuộc sống tốt đi. Hồng Anh, chúng ta lớn lên cùng nhau từ bé. Ta là người thân duy nhất của muội. Vì ta chuyện gì muội cũng dám làm, đúng chứ? Dùng viên thuốc độc này giết chết tên đạo sĩ kia. Ca, muội, nếu muội không làm như thế, hắn không chết thì ta sẽ chết. Lão tiền bối, ông muốn chạy bao lâu nữa? Không chạy thật xa thì sao cắt được cái đuôi phía sau? Trương đại nhân, cứu giới. Cứu giới. Quá ra Trương chân nhân cũng có lúc hoảng sợ sao? Suốt cuộc ông đã làm gì? Lão Phu chỉ đưa cho một cái gương để ông nhìn rõ nội tâm của mình. Đây chính là quyền thuật
của bọn pháp sư các người đúng không? Thứ gọi là quyền thuật chính là lợi dụng tà độc, dẫn dụ các loại cảm xúc của ông, thả con quỷ trong lòng ông ra, khiến dục vọng, nỗi sợ hãi, điểm yếu phóng to lên trăm nghìn lần. Trương chân nhân, nếu như lão phu lúc nãy có một chút ác ý với ông, e là ông bây giờ đã chết trong ảo giác của mình từ lâu rồi. Ảo giác này phải giải bằng cách nào? Cách duy nhất để hóa giải chính là phá hủy con quỷ trong lòng của ông, chiến thắng con quỷ trong lòng, quyền thuật sẽ không còn ảnh hưởng tới ông. Xong lại giúp ta. Ta đã bảo rồi, chúng ta là bạn không phải thù. Chẳng lẽ ông không muốn báo thù cho Văn đại nhân sao? Báo thù? Văn đại nhân bị làm sao? Chuyện này nói ra rất dài dòng. Ông hãy xem bức thư này trước đi. Bức thư này Văn đại nhân viết cho ta lúc còn sống. Ta đã điều tra vô số vụ án mạng, gần đây nghe nói tất cả những điều này đều có liên quan chặt chẽ tới đại pháp sư. Kẻ này đã trở thành mối nguy ở nơi này, ta có ý loại trừ. Nhưng băng đông nghìn trượng không chỉ mới gần đây, chỉ tiếc là ta yếu thế. Văn đại nhân cũng viết một bức thư tương tự cho ta. Chỗ này thường xuyên xảy ra án mạng, Văn đại nhân vẫn luôn điều tra việc này. Trong đó có rất nhiều sự thật là do lão phu kể cho ông ấy. Ta vốn muốn bắt tay với Văn đại nhân đối phó với Cổ Mã, nhưng mà tiếc là đã bị chậm một bước. Ông ấy đã bị kẻ xấu hại, Cổ Mã hại chết ông ấy. Không sai. Đêm hôm Văn đại nhân chết, ta đã lén vào nơi để xác của ông ấy. Ta nhìn thấy rất rõ, Văn đại nhân đã trúng phải củ chuyển đoạn hồn tán của giáo phái bọn ta. Cổ Mã Giang Minh, ta không phải đối thủ của hắn. Huống hồ là Văn đại nhân, một văn sĩ trói gà không chặt. Cổ Mã cũng từng hại ông. Tám năm trước, ta từng là đại pháp sư Du Hàm, được nhiều người tôn kính. Những thôn trang gần đây thường xuyên có những người dân đi một mình bị mất tích, nên ta đã âm thầm điều tra thì phát hiện ra chuyện này có liên quan tới đại sư huynh của ta. Ta liền lén lút theo dõi hắn. Đừng chạy nữa, ngươi chạy không lại ta đâu. Sư huynh, sư đệ Du Hàm, sao lại là huynh chứ? Những người đó hiện đang ở đâu? Đệ nhìn xem, đây là gì? Cây thần phù tang. Phải, cây thần phù tang này chính là nơi đón ánh nắng mặt trời đầu tiên, chính là cánh cửa đi lại của tam giới. Bây giờ ta muốn hồi sinh cây phù tang, mở cửa thiên môn. Cho nên ta cần có dược tế. Ngày xưa dùng đất thuộc này, năm nào cũng gặp thiên tai. Thuộc Dương đầu tiên Tàm Tùng dẫn đầu các pháp sư đích thân tế trời, nhưng mà hiện nay không hề có thiên tai. Sư huynh, sao huynh làm vậy chứ? Ba đời tiên dương của nước thuộc, tuổi thọ đều trên 300 tuổi, bởi vì bọn họ đã mở cửa thiên môn. Đây chỉ là truyền thuyết, cho dù là sự thật thì thực tế phải là tướng quỷ Bắc Bộ mới phải. Nó liên quan gì tới những người dân vô tội? Không thử thì làm sao biết được? Hoặc là chúng ta có thể bắt tay hợp tác, cùng nhau trường sinh bất lão. Sư huynh, huynh càng ngày càng sai rồi. Chuyện này nếu mà để sư phụ biết được thì người nhất định sẽ đuổi huynh khỏi sư môn. Xem ra ngươi cố tình chống đối với ta. Sư huynh, nếu sư huynh vẫn chấp mê bất ngộ,
Ta chỉ có thể mang chuyện này bẩm báo với sư phụ. Cổ mã, cho là ta đã chết. Mạng của ta còn cứng lắm. Đợi sau khi ta khỏi bệnh, ta vốn định mang toàn bộ mọi chuyện kể hết với sư phụ. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới sư phụ đã qua đời. Cổ mã du quan cho ta, bảo ta là nghịch đồ giết chết sư phụ. Từ đó ta thân bại danh liệt. Ta không cam tâm phải mang tội danh này từ đó. Càng không cam tâm sư phụ ta chết một cách không rõ ràng. Không ngờ tên cổ mã lại tàn độc tới vậy. Vậy đồ đệ của ta nhất định là vật tế mà cổ mã cần. Không sai, đồ đệ của ông có mệnh thiên xá, số mệnh giống với tướng quỷ phương Nam. Nếu ta không tính nhầm, thì lúc tuyệt thực sẽ là lúc cổ mã tiến hành tế lễ tướng quỷ bát bộ. Tới lúc đó, máu của 8 người đó sẽ rút hết cho cây thần phù tang. Đợt tại thầy trò mấy người, ban đầu ta nghĩ cách ngăn cản mấy người. Mấy người vẫn cố chấp tới đây tham gia vào cái hồ nước đục này. Cho nên chỉ cần biết được thời gian và địa điểm tế lễ, vậy thì có thể phá hoại buổi tế lễ của bọn chúng rồi. Nói thì dễ, cho tới bây giờ ta cũng vẫn không tìm được cái chỗ bí mật đó. Cổ mã thủ đoạn thâm hiểm, địa điểm tế lễ thay đổi liên tục, cực kỳ bí ẩn. Ta có kế hoạch có thể tìm ra chỗ. Nơi đó hành động về đêm sẽ thuận lợi hơn. Đến lúc đó là phiền ông tới tiếp ứng. Trương chân nhân, kế hoạch tối nay nhất định không được nói cho người khác biết, nhất là nha đầu ở bên cạnh ông. Trương chân nhân, ông xem đi, ta hái được thảo dược, còn bắt được một con gà rừng. Thời tiết thay đổi, ta hãy tìm nơi nghỉ chân trước đi. Xong rồi. Cảm ơn cô nương. Vết thương của cô, vết thương của ta không có gì nghiêm trọng. Thợ săn dùng ba thuật, từ xưa tới nay đã thử qua 100 loại cỏ, trị được bách bệnh. Hồng Anh cô nương, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến ca ca của ta. Bọn ta thử cái 100 loại cỏ nhưng cũng không chữa hết độc cho quân ấy. Cha mẹ ta mất từ lúc ta còn bé, ta và quân ấy nương tựa lẫn nhau. Bọn ta ca hát giữa núi rừng, sống một cuộc sống vô tư. Không ngờ rằng có một ngày quân ấy bỗng nhiên bị trúng độc. Ta nhìn thấy quân ấy vật vã trong đau khổ, sống không bằng chết. Đây là hoa hướng dương đích thân quân ấy khắc tặng ta, hướng về mặt trời, hướng về hy vọng. Hồng Anh cô nương, ta tin ra ca của cô và cả Trường Nhi sẽ bình an trở về bên cạnh chúng ta. Hy vọng có thể như lời của Trương chân nhân nói. Chuông đồng hồ nhìn thấy đêm hôm đó giống hệt hình trên cây trường của cổ mã. Hắn bảo chúng ta đến rừng trúc tìm manh mối. Cuối cùng Trường Nhi lại không rõ tung tích. Trương chân nhân nghi ngờ cổ mã là người đã bắt Dương Trường và ca ca của ta. Trương chân nhân, hãy nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chúng ta sẽ điều tra đến cổ mã. Hồng Anh,
Nhìn thấy ta sao muội căng thẳng thế? Muội, muội đâu có. Chuyện ta giao muội đã làm chưa? Muội, muội dám cả là lệnh của ta. Muội không ra tay với ông ấy đâu. Muội biết mình đang làm gì không? Muội vì một kẻ xa lạ mà phản bội ca ca ruột của mình. Ngươi không phải ca ca của ta. Ca ca của ta sẽ không đánh ta đâu. Ca không ép ta đi giết người. Không biết lớn bé. Ca, dừng tay đi. Ngày xưa chúng ta sống trên núi vui vẻ biết bao. Quên theo muội về nhà được không? Chúng ta cùng nhau đi săn, cùng nhau làm tượng gỗ, vẫn có thể sống tốt mà. Muội chẳng hiểu gì cả. Ta có mệnh thiên sinh tưởng tinh, sao có thể lẩn trốn trên núi làm một thợ săn thấp kém như muội chứ? Làm thợ săn có gì mà không tốt? Dùng những thủ đoạn không chính đáng để làm giàu mới thật sự thấp hèn, câm miệng. Sao bây giờ mới tới? Tế lễ của tướng quỷ Bắc Bộ chuẩn bị bao lâu nay? Ta tin chắc ở bên trong miếu thần sẽ tìm được manh mối gì đó. Ta tới điều tra rồi. Chuyện tiếp ứng sau đó trong kể cả cho ông. Chuyện này ông yên tâm đi. Ta tìm hiểu rất kỹ rồi. Mỗi đêm cứ tới giờ tuất, các thị vệ áo trắng sẽ thay phiên nhau. Lúc này cửa khuôn ở hướng tây nam canh phòng lỏng lẻo nhất. Ta đứng bên ngoài tiếp ứng cho mọi người. Nhớ kỹ, tên già cổ mã quỷ kế đa đoan, đừng dễ dàng tin hắn. Trương chân nhân, vào đây ngồi đi. Đại Pháp Sư, đêm đã khuya, sao lại một mình ở đại điện? Ta vẫn đang chờ ngươi. Chờ ta? Vậy xem ra ngươi chính là kẻ đứng phía sau. Trường Nhi, Trường Nhi, con làm sao vậy? Con yên tâm, ta nhất định sẽ đưa con tới nơi an toàn. Ai bằng lòng đi theo ông chứ? Ta là tướng quỷ phương Nam của tướng quỷ Bát Bộ, không phải đồ đệ của ông. Cổ Mã, suốt cuộc ngươi làm gì nó rồi? Ta chỉ cho hắn thứ ngươi không cách nào cho được. Ngươi muốn đưa hắn đi, đêm nay chính là cơ hội cuối cùng.
con à. Nào, nào, đừng sợ nhé, ta đưa con về nhà. Con sợ lắm. Có khi nào sẽ có ma quỷ không? Trên đời này không có ma quỷ, chỉ là ảo giác trong lòng của con mà thôi. Lấy hắn nhanh lên, bắt lấy hắn, nhà đầu, tới lúc ngươi ra tay rồi. Bên đó, bắt lấy hắn, ở bên đó, đừng để hắn trốn thoát. Nhanh lên, bên này, bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy, bắt lấy hắn. Bên này, nhanh lên, đừng chạy. Đứng lại, nhanh lên. Dây lại. Mọi người hãy bình tĩnh, bình tĩnh, nghe lời ta nói. Bà con, hắn chính là tên yêu nghiệt bắt cóc trẻ con. Bắt lấy hắn mau đi. Bắt lấy yêu nghiệt. Đừng làm hại tới đứa trẻ. Con của ta, con đừng sợ. Mẹ đây, mọi người nhìn xem, đây chính là tên yêu nghiệt cướp mất con của ta. Mọi người đừng hiểu lầm, đứa trẻ này là được cứu từ mật thất của đại pháp sư. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Đừng đánh nữa, đánh chết hắn đi, đừng đánh nữa. Dừng lại, đừng đánh nữa. Dừng lại đi. Ông trời ơi, ông trời, xin hãy cứu chúng ta. Đốt lửa, dừng lại, dừng tay, dừng tay hết đi. Mau thả những con người vô tội này ra, nếu không sẽ bắt các người về nha môn. Lệnh đại nhân của Giang Châu, giờ thiên tai triền miên, bọn họ là vật tế của cả làng, để cầu xin ông trời tha cho mọi người. Lấy người sống làm vật tế, quả thật là quan đường. Quan đường, người phá hoại buổi tế lễ của bọn ta, người chính là yêu nghiệt. Bà con, hắn chính là yêu nghiệt. Phải, yêu nghiệt, yêu nghiệt. Châm lửa, cứu ta giới.
Mau dừng tay lại, mau dừng lại đi. Trương chân nhân, ngươi có thể chết vào một dịp tốt như đêm nay, đó là vinh dự của ngươi. Bà con, lúc nãy mọi người đã tế sơn thần, sơn thần đã chỉ cho mọi người tìm được những đứa trẻ bị mất tích, thiêu chết tên yêu nghiệt này. Sau này mọi người sẽ bình an. Thiêu chết hắn đi. Đại Pháp Sư, thiêu chết hắn đi. Đại Pháp Sư, ta muốn đích thân thiêu chết tình yêu nghiệt này. Hai đứa cháu của ta đều bị hắn hại chết rồi. Ta không thể bỏ qua cho hắn. Đại Pháp Sư, xin hãy để ta xa tay. Ta muốn trả thù cho cháu của mình. Được, ta sẽ đem quyền lợi này giao lại cho bà lão này, để các cháu của bà ấy chết được nhắm mắt. Thiêu chết hắn đi. Thiêu chết hắn. Thiêu chết hắn đi. Thiêu chết hắn. Bắt lấy bọn chúng. Đi mau. Trương chân nhân, lên ngựa mau. Quả nhiên là cô. Đi thôi. Đứng im, đừng có chạy. Nhanh lên, cưỡi ngựa còn chạy không nhanh bằng ta. Thế nào rồi? Vết thương ngoài da thôi, không có chứng đề gì đâu. Dương Trường sau khi bị cổ mã bắt đi, dường như trở thành một con người khác. Ta có thể khiến người ta thay đổi nhiều vậy sao? Ta bình thường chỉ khiến người ta trúng độc thôi. Còn cậu ta trúng tà ảo giác. Độc tố của tà ảo giác có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Có ảo giác mạnh nhất phóng to dục vọng của từng người lên trăm nghìn lần, chiến thắng nội tâm của con người, khiến con người ta mất đi bản tính. Cho nên phải nhanh chóng loại trừ tên cổ mã xấu xa này. Và ca ca của ta cũng trúng tà ảo giác sao? Không sai, ca ca của cô và đồ đệ của Trương chân nhân đều là dịch tế được cổ mã chọn. Về loại tà ảo giác này phải giải trừ bằng cách nào? Cách duy nhất chính là giết chết tà mẫu. Người duy nhất biết được tà mẫu ở đâu chỉ có Pháp Sư Lưng Gù thôi. Pháp Sư Lưng Gù, số cuộc người đó là người như thế nào? Là một bà lão vô cùng đáng ghét, tự xưng là Pháp Sư Hoàng Thất của nước Thục xưa, thuộc tế lễ trường sinh do bà ta truyền lại cho cổ mã. Nghĩ tới bà ta, ta thấy tức lắm. Ta quá xem thường hắn. Không ngờ là
là để hắn trốn đi mất. Trốn rồi thì trốn luôn đi. Dù gì thì sau đêm nay hắn có tới thêm lần nào nữa cũng không tìm thấy đồ đệ của mình đâu. Người đã chuẩn bị xong cả chưa? Đại pháp sư yên tâm, tế lễ bắt đầu ngay thôi. Truyền thuyết nói rằng thiên tai năm đó, vua nước Thục Cổ Tàm Tùng đã dẫn theo các pháp sư đến cây thanh đồng tế lễ, tướng thủy bát bộ cam tâm tình nguyện làm vật tế. Vào đêm nguyệt thực, mở cửa thiên môn, Tam Tùng từ đó cũng sống được tới 300 năm. Đấy là truyền thuyết, đều là lừa người cả. Thật đúng là, cho nên hắn lợi dụng ảo giác để tạo ra tướng quỷ bát bộ. Lão già này tốn bao nhiêu tâm trí để tìm ra 8 người có số mệnh tương đồng với các vị tướng quỷ xưa, để 8 loại tà ảo giác ở 8 hướng khác nhau. Độc tố của tà ảo giác một khi đã vào máu của con người sẽ khiến cho người khác thần trí không được minh mẫn. Nếu vào tới lục phủ ngũ tạng sẽ khiến cho con người mất hết bản tính. Một khi vào tới tim thì cho dù tìm ra tà mẫu e là cũng bất lực. Lão già cổ mã này chuẩn bị bao nhiêu năm nay, vất vả lắm mới tập hợp đủ tướng quỷ bát bộ. Ta chắc chắn hắn sẽ không thể chờ thêm để làm lễ tế. Vậy đàn tế lễ nằm ở đâu? Vị trí của đàn tế lễ thì phải được chỉ dẫn bởi một cái hình đặc biệt. Hình ảnh trong đó có thể phán đoán chính xác thời gian và vị trí của tế lễ tướng quỷ bát bộ. Chỉ tiếc là tới hiện tại lão phu cũng chưa từng nhìn thấy cái hình đó. Ta phát hiện bên trong hang động của miếu thần có hình này. Có lẽ cái này có thể tìm ra manh mối về thời gian và địa điểm. Địa điểm tế lễ chắc là ở cửa sinh của bát quái đồ. Nhưng cửa sinh nằm ở đâu phải dựa vào thời gian tế lễ để suy đoán. Vậy cũng có nghĩa là thời gian tế lễ không giống nhau thì địa điểm cũng sẽ có thay đổi. Vậy thời gian là lúc nào? Đêm nay. Tế lễ của cổ mã sẽ diễn ra trong đêm nay. Sao ông biết? Cái bẫy hắn bày ra, tưởng là ta sẽ phải chết chắc. Trong lúc hắn đắc ý, vô tình nói lộ ra. Đêm nay là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ngươi có thể chết vào một dịp tốt như đêm nay, đó là vinh dự của ngươi. Đêm nay cũng là đêm nguyệt thực. Nguy to rồi. Nếu như theo cách tính như vậy thì không đầy nửa canh giờ nữa sẽ bắt đầu tế lễ tướng quỷ rồi. Thì chúng ta phải nhanh chóng tìm cho ra vị trí. Khôn lục đoạn, tây nam tám hướng, cấn phúc uyển, đông bắc kỳ sơn, tốn hạ đoạn, đông nam không gió, tốn đông đoái tây, rời nam cắt bắc. Vị trí nguyệt thực ở đông nam, hướng tây bắc. Có ngọn núi cực âm không? Có. Đỉnh Ưng Trường tây bắc. Nhanh lên, đi thôi. Thời gian đã tới. Đúng
Chủ nhân, mời người. Thu Hôn, Ili Macha, Hasuka. Hỡi các dũng sĩ, giờ là lúc để mọi người hiến tế. Thu Hôn, Ili Macha, Hasuka. Thiên môn sắp được mở ra rồi. Nhanh lên, nhanh lên nữa, Hasuka. Thu Hôn, Ili Macha, Hasuka. Dừng tay lại. Lại là ngươi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, người cứ đâm vào. Được, người đâu? Giết hắn đi. Cua cát. Thank you.
Macha Haskuka Thu Hu Ili Macha Haskuka Thu Hu Ili Macha Haskuka Thu Hu Ili Macha Haskuka. Cứu ta giới. Ngươi hãy nói ta biết. Các ngươi hãy nói ta biết. Ta phải làm cách nào để cứu được mọi người. Thu Hu Ili Macha Haskuka. 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 Còn một bước cuối cùng nữa thôi. Chỉ cần mở được cửa thiên môn thì chúng ta đều sẽ được bất tử. Haskuka Haskuka. Mau phong tỏa hai huyệt Ninh Hương. Chúc mừng chủ nhân, thiên môn đã mở rồi. Tâm sinh vô số ma sinh, tâm diệt vô số ma diệt. Trương chân nhân, ông tu hành bao nhiêu năm nay, đạo lý đơn giản như thế mà ông cũng không ngộ ra sao? Ông hãy mau tỉnh lại đi. Ta cứu không được bọn họ. Ta tu hành bao nhiêu năm nay, nhưng ta vẫn không cứu được bọn họ. Người không cứu được bọn họ, nhưng người có thể tìm ra đầu mối của tội ác, diệt trừ hết tất cả các ác ma. Nào, chỉ là một đống đồng nát mà muốn bất tử. Đúng là chuyện cười. Bà già chết tiệt. Bà đi đâu vậy? Mang tà mẫu ở đây.
Bà già chết đi. So với tốc độ của ta, ta cho bà mệt chết đi. Mụ phù thủy chết tiệt. Đứng dậy đánh tiếp nào. Lão phù ta chơi chưa đã mà. Tà mẫu tới tay rồi. Tà mẫu chắc chắn nằm trong cái mai rùa này. Mở ra bằng cách nào đi? Trương Chân Nhân chắc chắn sẽ có cách. Phá. Trương Đạo Lăng, người không để ta sống thì chúng ta cùng nhau chết. Chúng ta xem thử hai người họ thế nào rồi. Đã tìm ra tà mẫu rồi. Tìm ra tà mẫu rồi. Nằm trong cái mai rùa này. Đã tìm ra tà mẫu rồi. Tà mẫu đang nằm ở trong cái mai rùa này. Trương Chân Nhân, mau nghĩ cách mở nó ra đi. Một điểm phương đông, giáp ất mộc. Hai điểm phương nam, bính đinh hỏa. Mở. Quá ra tà mẫu là một con cốc sao? Giờ chúng ta phải làm gì? Có được tà mẫu thì hai người yên tâm đi. Cứ giao ta. Muốn chạy sao? Rắn rết. Còn thiếu một vị độc nhất. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Cái này có ổn không? Ổn. Mùi vị giống lắm. Ổn hay không thử là biết ngay mà. Thank you.
Ca, Hồng Anh, Trương Chí Nhân đã giúp chúng ta diệt trừ kẻ xấu Cổ Mã. Ông ấy chính là ân nhân của chúng ta. Sư phụ, đệ tử tâm không định là xấu hổ. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn, tỉnh là được rồi. Cẩn thận! Hồng Anh! Hồng Anh cô nương! Hồng Anh cô nương! Trước giờ đều là ông bảo vệ ta. Ta suýt nữa thì đã hại ông. Giờ đổi lại thành ta bảo vệ ông. Ca, Hồng Anh, muội muốn được cùng huynh cùng nhau về giới vùng núi. Ca, Hồng Anh, Hồng Anh, Hồng Anh. Hồng Anh. Hồng Anh. Cứu con giới. Cứu bọn con giới. Cứu con giới. Cứu bọn con giới. Cứu con giới. Xin hãy cứu bọn con. Cứu bọn con giới. Các con được về nhà rồi. Cảm ơn ân nhân. Mau đứng lên đi. Đứng lên hết đi. Mau đứng lên hết đi. Đứng lên hết đi. Nào, đứng lên đi. Cảm ơn ân nhân. Trải qua chuyện này, danh tiếng của bọn ta tổn thất nặng nề. Nhưng mà nhìn thấy bà con yên ổn thì lão già ta đây cũng bỏ hết. Giáo phái không phân tốt xấu. Tốt xấu nằm ở lòng người. Sư phụ, giờ chúng ta đi đâu? Về núi Long Hổ. Được. Trương Chân Nhân, ta đi cùng có được không? Hoan nghênh. Chờ ta giới. Tháng 7 năm thứ 2 Hán An, Thiên Sư lên núi Thanh Thành, gặp tướng quỷ Bát Bộ, đại chiến với các ma quỷ, khống chế bọn ma quỷ lộng hành, tiêu diệt tà đạo. Đại pháp của Thiên Sư Su La không thể nào đánh bại, đều đầu hàng bỏ chạy, tình nguyện đầu hàng chính đạo. Vì thế Thiên Sư ra lệnh cho quỷ thần ngũ phương tám hướng tề tụ dưới núi Thanh Thành, lập ra lời thề: người sống ở dương gian, ma quỷ sống ở âm ti. Khiến cho quỷ dương bị giam cầm ở thành Đăng Đô âm u, tướng quỷ Bắc Bộ bị đưa đến khu vực Tây Vực xa xôi. Từ đó yêu ma hàng phục, bà con được sống bình yên. Lão già, vị thuốc cuối cùng cứu bọn ta là gì vậy? Người muốn biết sao? Mm-hmm.
Ngươi đừng chạy, phải uống đi chứ, thấy ghê quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.